Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Oga. Đối với những anh em nào mới chơi cái game Lottery Box á, thì sẽ lụm được những cái chìa khóa này và những cái chìa khóa này sẽ làm cái gì. Thì hôm nay cái video này Gà sẽ thích cho anh em biết. Gà có một group Discord dùng để cho anh em giao lưu trao đổi những cái game giống như là Diablo, PoE và Lottery Box. Thì anh em nào đang tìm nơi để mua bán hay là tán gẫu thì anh em có thể join group Discord Gà ha. Ngoài ra bên Gà có bán game và làm dịch vụ về Diablo 2, Diablo 4. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể PM ở trên page của Gà. Cảm ơn anh em. Trước tiên á, thì nói về cái chìa khóa mà Sanctum Key này ha. Cái Sanctum Key này á, khi anh em bấm chuột phải vào nó thì nó sẽ mở ra cái chỗ để anh em có thể đi tới cái chỗ mà Sanctum Key để chúng ta có thể đi đánh và đi ráp đồ Legendary. Thì hôm trước Gà đã có làm cái video mà hướng dẫn ráp đồ rồi đó, thì Gà cũng có nói về cái này rồi, thì anh em có thể xem lại cái video đó nhé. Thì Gà sẽ nói nhanh về cái phần mà hướng đi để chúng ta đi tới đây á. Thì trước tiên á, thì anh em sẽ tới cái phần này nè, ở Emerald Era nè, anh em sẽ đi tới cái Shining Cove. Anh em đi tới cái phần mà Time Rift nó nè, chạy thẳng tới cái phần Time Rift nó nè ha. Xong rồi nó sẽ dẫn anh em về cái Rune Era, và từ Rune Era anh em chạy thẳng qua đây. Từ chỗ này thì anh em có thể đi vô thẳng mấy chỗ này để anh em có thể đi đánh, xong rồi đi farm. Khi mà đánh quái trong đây nó cũng rớt đồ nữa, xong rồi anh em lượm món đồ đó để làm những cái bay để anh em có thể ráp đồ Legendary. Để Gà tới đó cho anh em xem nhé. Thì tới đây khi mà anh em bấm vô cửa thì nó sẽ bắt buộc anh em phải đặt cái key vô. Khi mà anh em bấm chữ Enter cái Sanctum đó, thì nó sẽ có rất là nhiều cấp độ, 4 cấp độ cho anh em. Thì anh em đi càng cao thì anh em sẽ đập được những cái món đồ Legendary level cao. Đó, thí dụ như bây giờ cái món này level 74 thì anh em phải đi cấp 3 trở lên thì anh em mới có thể ráp những món đồ Legendary, những cái món đồ mà unit level cao được. Đó, thì vô đánh ở trong đây nó vẫn rớt đồ bình thường nha anh em. Xong rồi nếu thấy cái nào ngon thì chúng ta ráp vậy thôi. Rất là đơn giản. Rồi nói về cái key thứ hai đó là Soulfire Passion Key. Thì bấm chuột phải vô thì nó cũng dẫn tới đây. Thì anh em đi từ cái điểm này đi tới ha. Nếu anh em chưa có điểm thì phải đi tới đây và lấy được cái điểm checkpoint của nó. Rồi anh em teleport tới đó. Đó, thì ở trong đây á, thì mình tới đây cái cổng cũng y chang luôn, mình cũng đặt cái key vô xong rồi mình chọn mức độ mình đi thôi. Thì nó có 4 mức độ y chang cái kia luôn. Thì sau khi mà mình chọn mức độ xong á, thì mình vô chỗ mình đánh quái. Sau khi mình tìm đường để đi để vô cái cổng chính đánh con boss rồi đó. Sau khi đánh con boss xong á, thì anh em sẽ được mở cái cổng ra. Và ở trong đây á, thì khi mà anh em farm mấy con quái trong cái phần mà dungeon này á, thì anh em sẽ lụm được mấy cái xu. Thì khi mà lụm được mấy cái xu nó, khi mà sau khi mình đánh xong con boss xong á, thì mình sẽ dùng những cái xu đó mình sẽ gamble ở trong cái shop của nó. Đó là cái phần mà khi anh em sử dụng cái key Soulfire Passion. Rồi chúng ta sẽ tới cái key mà Lilith Arbor Key nè. Thì nó sẽ nằm ở đây. Bấm chuột phải vô thì nó sẽ tự dẫn anh em tới thôi. Đó, nó nằm ở Rune Era nè. Tới đây cũng vậy, cũng đặt key vô. Rồi chọn mức độ. Rồi sau khi mà mình đi á, thì mình đi xong trong đây á, mình sẽ tìm cái chỗ mà đã đánh con boss y chang vậy luôn. Sau khi mà anh em đánh con boss xong á, thì nó sẽ cho anh em lựa chọn mấy cái phần mà add vô thêm, tốn hết cũng gần mấy trăm ngàn gold á để chúng ta add vô để chúng ta mở thêm được mấy cái rương. Thì anh em đi cái mức độ càng cao thì cái rương càng ngon. Đó, thì như anh em thấy thì gà add rất là nhiều gold vô để thêm được nhiều phần thưởng đó. Thì cái này đi lên cao thì khi mà lên cấp 4 thì anh em sẽ được 4 cái rương. Rồi chúng ta qua hai cái key cuối cùng, hai key cuối cùng là hai cái arena key nó xài chung một chỗ, đó là cái champion key nè. Đó. Tới đây á, thì anh em cứ đặt cái key vô thôi, anh em đặt key nào cũng được hết. Nó cũng tự tựa nhau chứ không có gì khác hết. Nhưng mà khi mà anh em nhớ nha, khi mà anh em vô đây á mà anh em đi cái mức mà không giới hạn thế này nữa, vô cực thế này á, thì anh em sẽ được lên cả leaderboard, là mình sẽ lia được bao nhiêu cái đợt quay, bao nhiêu cái đợt quái. Đó, càng nhiều đợt quái trụ lâu ở trong cái arena này thì anh em sẽ càng được lên cái bảng leaderboard, đứng đầu leaderboard nhé. Còn đi mấy cái kia thì nó sẽ không đưa lên leaderboard đâu, nó chỉ kiểu là farm thôi. Còn đi cái vô cực này nó sẽ đưa anh em lên cái leaderboard, nếu anh em đi càng nhiều càng tốt. Đó là mấy cái kia trong game mà anh em cần phải biết cách để sử dụng, nhất là những anh em mới biết chơi. Thì đó là tất cả những gì mà Gà muốn chia sẻ với anh em thôi.
Nếu anh em có thắc mắc đóng góp ý kiến gì đó, thì anh em có thể comment phía dưới video. Nếu anh em là người mới tới channel của Gà và thấy video Gà hết, đừng quên bỏ lại cho Gà một like, một subscribe và đừng quên bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào Gà up lên trong tương lai. Nếu anh em mới support channel thì có phần thông tin donate gần góc trái màn hình. Nếu anh em không thể donate được, anh em chỉ cần bấm like, share video, đó cũng là cách support channel rồi. Cảm ơn anh em đã ngồi nghe những cái chia sẻ của Gà và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Thì để tránh cái việc mà anh em bị mít mấy event để farm nguyên liệu trong game để chúng ta farm những món đồ tốt á, thì bên Gà có một cái app thông báo cho anh em những cái event ở trong game để anh em không bị mít. Thì anh em cần set cái thời gian 5 phút 10 phút trước khi cái event nó xảy ra thì nó sẽ thông báo cho anh em. Rồi cái app này cũng có phần mà nó sẽ get mấy cái build cho anh em khi mà anh em lượm được cái món unit hoặc là cái món unit mà anh em không biết sử dụng sao build gì, anh em chỉ cần chụp hình xong rồi nó sẽ quét, nó sẽ giúp cho những anh em newbie biết là cái này nó sử dụng cho cái build nào. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold.